Xin chào mọi người, xin chào tất cả anh chị em nhân viên phần bán hàng của công ty Phan Nhân. Xin chào quý khách hàng trong cả nước. Phan Nhân là một công ty chuyên cung cấp các loại nhựa tắm, các loại nhựa cây, các loại phíp bố, các loại phíp cam, các loại phíp thủy tinh. Trên tay của Hùng đang cầm một cái thanh phíp cam được cắt ra theo quy cách của quý khách hàng cần. Đây là cái loại phíp cam Đài Loan anh chị các bạn. Phíp cam Đài Loan là một cái loại phíp cam cứng chắc rắn rỏi. Bên trong của phíp cam thì cái màu của nó đều, cái màu của nó đều và cái hàng của nó chất lượng ổn định. Thì cái loại phíp này nó được ứng dụng trong cái thị trường công nghiệp và các nhà máy, các xí nghiệp rất là nhiều, tùy theo cái lĩnh vực, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của các anh kỹ thuật mà các anh đó yêu cầu và chọn mua cái sản phẩm này. Thì hiện tại cái sản phẩm này tại công ty Phan Nhân chúng tôi đang bán rất nhiều và chúng tôi cắt theo quy cách của quý khách hàng. Trước tiên là chúng tôi nói về độ dày. Hiện tại cái phíp cam này công ty chúng tôi có độ dày từ 3 ly. Phíp cam hay còn gọi là 3 clip anh chị các bạn. Từ 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 14 ly, 15 ly, 18 ly, 20 ly, 25 ly, 30 ly. Và chúng tôi tới 50 ml. Khổ phíp cam của Đài Loan á, thì cái khổ của nó là 1 mét nhân cho 1 mét 2. Và khổ phíp cam của Trung Quốc á, thì khổ của nó là 1 mét nhân 2 mét. Đặc biệt, cái điều đặc biệt hơn ở công ty Phan Nhân chúng tôi là chúng tôi đã bán cái loại hàng này rất nhiều năm qua rồi và chúng tôi cắt lẻ theo quy cách của quý khách hàng cần như thế này anh chị các bạn. Dù cái quy cách của anh chị các bạn có nhỏ lớn như thế nào thì công ty chúng tôi sẽ nhận thông tin theo quy cách là chiều dài nhân chiều rộng nhân độ dày của cái loại phíp cam đúng hàng, thì công ty chúng tôi sẽ cắt hàng theo quý cho quý anh chị các bạn để anh chị các bạn về cầm những quy cách này anh chị các bạn có thể sử dụng ngay và được luôn. Rất mong quý vị các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo và nói cho chúng tôi biết yêu cầu và số lượng của anh chị các bạn thì công ty chúng tôi sẽ báo giá nhanh. Đồng thời những cái hàng này công ty chúng tôi luôn có sẵn trong kho và chúng tôi có thể cắt hàng cho quý anh chị các bạn trong ngày và chúng tôi sẽ gửi đi nhanh. Rất mong quý anh chị các bạn tin tưởng và ủng hộ Phan Nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận được những cái thông tin mới về những cái loại vật tư mà hiện tại là Phan Nhân đang bán. Mến chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.